đối diện với căn nhà mình là có chiếc ô tô nha anh chị bà con. Bởi vậy con đường trước nhà mình là con đường ô tô. Thì hôm nay Trang Hải có một cái căn nhà ngợp muốn gửi đến cho anh chị bà con mình xem tham khảo, là một căn gốc hai mặt tiền luôn. Thì chủ nhà mới vừa điện cho Trang Hải chắc cách đây khoảng 5 phút thôi. Thì hiện tại chủ nhà đang đi Mũi Né được vài tháng rồi anh chị bà con, nên cần bán gấp căn nhà này nha. Thì nhà mình thì có diện tích ngang 3m2, dài 6m, đổ một cái lầu suốt với giá bán chỉ đúng 420 triệu. Và điểm cộng của nhà mình đã tách sổ hồng cầm tay, bà con mình mua bán công chứng nhà nước trong ngày luôn, cực kỳ rẻ luôn. Và phía trên bà con nhìn thấy nè, đây phía trên thì chủ nhà đã làm sẵn mấy hiên mấy che đầy đủ cho gia đình mình luôn. Và cái mặt tam cấp của gia đình mình bà con nhìn thấy nó rất cao ráo so với mặt đường, đã đường mình đã cao rồi, cái mặt tam cấp này cao khoảng 8 tấc nữa để cho gia đình mình, nói chung là khu vực này sống khỏi sợ ngập lụt luôn. Và cái làm cầu trượt sẵn cho gia đình mình để xe vô luôn. Rồi mặt trước hai bên cánh gà thì chủ nhà cũng đã ốp gạch xuyên suốt cao ráo rất là sạch sẽ, để khi mỗi dịp Tết đến bà con mình chỉ lấy vào nước xịt lau chùi là sạch sẽ ok luôn. Và tiến sâu hơn là không gian phòng khách của mình, đây bà con nhìn thấy. Tại vì cái nhà này, chủ nhà này đi Mũi Né này cũng được 3 tháng rồi anh chị bà con, cho nên cái nhà nó hơi dơ, gạch thì cũng bà con mình về chùi rửa là sạch sẽ. Và Trang Hải rất thích cái tường mình nè, đây nó cao luôn, xuyên suốt từ cái chiếc phòng khách chết lên tới phòng lầu luôn, cao 2m quá tuyệt vời luôn. Hệ thống trần thì cũng rất là cao ráo và sạch sẽ. Và đây chính vì căn gốc cho nên á, mình bà con mình có thêm một cái lớp cái sổ này có song sắt, mình mở mình lấy gió lấy sáng cũng quá là ok luôn. Rồi tiến sâu hơn mình cũng có ống nhiều, rất nhiều ổ điện, ống cấp bánh xả trời sẵn cho gia đình mình có thể lắp thêm máy giặt nha. Rồi để ngăn cách phòng khách và bếp, mình có cái không gian bếp đây, nó nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh thôi, cũng ổ điện đồ đầy đủ cho gia đình mình, cũng có tủ bếp cực kỳ luôn. Và phía tây cuối nhà của mình đây là một cái nhà vệ sinh, đây gạch thì nó cũng còn mới, gạch nhám chống trơn trời cũng như là xuyên suốt đầy đủ, cao hết, trang bị đầy đủ những thiết bị vệ sinh cơ bản luôn. Và cửa nhà vệ sinh thì chủ nhà làm hơi nhôm xin pha và phun mờ rất là riêng tư và kín đáo luôn. Rồi trong thời điểm này bà con muốn tìm một căn nhà với mức giá chỉ có 420 triệu và đổ một cái lầu đúc như thế này, đổ bê tông thì rất là hiếm, và trên lầu mình có thêm hai phòng ngủ nữa là con gì là bằng em chị bà con. Rồi sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá chi tiết trên cái tầng lầu mình coi có những gì nha. Những bậc cầu thang này nói chung cái độ này mình đi cũng rất là lại lắm. Hai bên cầu thang được làm bằng gỗ hai bên rồi, tuyệt vời luôn. Và vừa lên đây mình có một cái phòng ngủ, phòng ngủ thứ nhất cho gia đình mình. Đây nó nhỏ nhỏ vừa vừa gọn gọn thôi nha anh chị bà con. Đó, nên mà gặp nha, gặp sàn được đớp gỗ, gạch cũng lớp bút cao tới trần luôn. Đó, và đây là cái phòng ngủ thứ hai của mình, rất rộng rãi và thoải mái luôn nha anh chị bà con. Đó, Trang Hải rất thích cái nhà này, cao 2m, hơn 2m. Phía trước mình có thêm một cái cửa sổ để mình lấy gió nó sáng dòm thông ra nhà dân nha. Dân ở rất là đông đúc và nhộn nhịp luôn, và địa chỉ của nhà mình nó sát bên cái ranh bình chánh luôn nha anh chị bà con. Đó là quá là ok luôn. Thêm đây nữa, một mặt bên đây nữa mình vẫn có thêm cái lối hành lang này, có thể mình làm cái kho nhỏ nhỏ mình để đồ cũng được, cũng có cửa sổ mở ra lấy gió là tuyệt vời luôn. Dạ rồi, với số tiền chỉ đúng 420 triệu, bà con tay sổ quỉnh điển ngay căn nhà xây một lầu có hai phòng ngủ, và đặc biệt cầu thang mình nổ đúc 100%, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Với diện tích căn nhà của mình ngang 3m2, dài 6m nha, xây một cái lầu suốt có hai phòng ngủ phía trên luôn, và là căn gốc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn. Và điểm cộng của căn nhà mình đã tách sổ hồng sẵn là bà con mình mua bán công chứng nhà nước trong ngày luôn. Nếu anh chị bà con mình quan tâm tới cái căn nhà này, muốn xem nhà thì cứ gọi ngay cho Trang Hải để mình xuống xem nhà trực tiếp luôn ạ. Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.